Thank you.
Lạy Chúa, Chúa đã sai chúng con xin cô đi lao giảng để kêu mời các dân tộc đã giao con đấng tin mừng. Xin cho các tín hữu được nhận thành truyền giáo những thánh nhân và cho giáo hội được thăng quan con nhận nhiều con cái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngày hằng sống và nhân trí cùng Chúa trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đẹp thê trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an. Người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi là vua hiền trị. Kìa nghe quân canh gác của người cùng các tiếng reo hò vang dày, họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Sion. Hỡi
chúng tôi, giao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng, tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu tôi tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy, đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng. Tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Đó là lời Chúa. Khi ấy, Đức Giê-xu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giê-xu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Quý cố quý cô và toàn thể toàn đoàn từ khắp nơi về với giáo xứ nội nội để dâng thánh lễ hôm nay rất thân mến. Linh mục nhạc sĩ Nam Phương, cậu đã có biết là cái trạch hòa đặc biệt là của cha xứ chúng ta đây. Chính trong nhạc phẩm ngày về của mình, ngài đã có những ca từ như thế này: đẹp hay bước chân ai, vượt đồi cao sông dài biển cả, bước đi gieo tin mừng cứu độ, hành trang là chân lý, thẳng đường đi trên khắp muôn nơi, tiếng rú reo bầy chim hót mừng. Đó là những gia
ra điều thật đẹp để ca ngợi những con người hy sinh trên cánh đồng truyền giáo của giáo hội. Thế nhưng cộng đoàn thân mến, hôm nay trong bối cảnh chúng ta mừng lễ quan thầy và trong một giây phút linh thiêng này, thì những ca từ ấy thật đẹp và thật xứng đáng để ca ngợi một vị thánh lẫy lừng đã dành cuộc cả cuộc đời của mình cho công cuộc loan báo tin mừng. Mặc dù chỉ sống 46 năm trên dương thế, dù điểm xuất phát theo Chúa rất muộn màng, gần 30 tuổi, nhưng sau 11 năm 8 tháng kể từ khi rời Lisbon Bồ Đào Nha để lên đường truyền giáo, thì cho đến khi Ngài qua đời, Ngài đã đi tàu tổng cộng 3 năm 7 tháng với tổng số đường là 80.000 km đường biển, tức là trung bình cứ mỗi ngày Ngài đi 60 cây số, và trung bình cứ 3 ngày thì Ngài lại có một ngày lên đây trên biển cả. Và bước chân Ngài đã trải khắp các nước Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, v.v. Và Ngài chết vì quá kiệt sức, đang khi lòng Ngài vẫn đau đớn hướng về nước Trung Hoa để loan báo tin mừng. Với lòng nhiệt thành cùng với sự hy sinh đó, Ngài được ví như là Thánh Phaolô của thế kỷ 16 và là bổ mạng của các sứ truyền giáo. Vâng, kính thưa cộng đoàn, vị thánh lẫy lừng ấy không ai khác chính là Thánh Francisco Javier, quan thầy của giáo hội lực nội mà hôm nay chúng ta kính ngài. Trong những giây phút tăng tuổi này, cùng với ánh sáng của lời Chúa, chúng ta hãy chiêm ngắm vị thánh quan thầy của chúng ta qua hai ý tưởng: động lực để thúc đẩy ngài đi truyền giáo và phương pháp của ngài truyền giáo là gì. Kính thưa cộng đoàn, nói về Thánh Francisco Javier thì chắc chắn có rất nhiều khía cạnh để nói về ngài. Ví dụ ngài là một con người quá lỗi lạc và trời phú cho ngài một hoàn cảnh thật là thuận lợi. Công tử con nhà giàu được sinh ra tại một lâu đài tên là Javier, và ngài được ơn thông minh, trí hiểu biết, cho nên ngài đã đậu đến chức giáo sư văn chương tại Paris. Tuy nhiên, ngài đã trên một bước đường công danh tươi sáng như thế, ngài đã bỏ hết tất cả để lên đường đi loan báo tin mừng. Vậy thì chúng ta đặt ra câu hỏi, đâu là động lực để ngài làm được một việc như vậy? Vẫn trong tác phẩm Ngày Về của mình, cha xứ của chúng ta đã đưa ra lý do chính để thúc đẩy nhiều tâm hồn quảng đại ra đi loan truyền lời Chúa là vì họ luôn ước mơ một ngày mai ánh đức tin bừng lên tươi sáng, tỏa chiếu trên khắp mọi miền xa. Thánh Francisco Javier của chúng ta cũng vậy, con đường truyền giáo của ngài bắt nguồn từ lòng yêu mến Chúa và các linh hồn. Ngài luôn chỉ có một yêu tư canh cánh trong lòng là làm sao để tin mừng cứu độ của Chúa được càng nhiều người biết đến càng tốt. Tâm tư này đã được chính ngài bộc lộ trong lá thư gửi Thánh Ignacio. Ngài biết có rất nhiều người tại những nơi này, tức là những nơi ngài truyền giáo, hiện giờ chưa trở thành người có đạo chỉ vì thiếu người làm cho họ nên người có đạo. Ngài nói tiếp, nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc đi tới các đại học bên châu Âu, nhất là Paris, để điên cuồng kêu lên khắp đó đây và thúc đẩy những kẻ chỉ biết lý thuyết hơn là thực hành lành, khốn thay vô số linh hồn vì lỗi của các ông mà phải trục xuất khỏi nước trời và bị đẩy xuống hạ ngục. Chớ gì những người đó chuyên chú vào việc tông đồ này như họ đã chuyên chú vào văn chương để có thể trả lẽ cho Thiên Chúa về đạo lý và những nét bạc đã được Thiên Chúa ủy thác cho họ. Đấy là động lực để ngài ra đi truyền tá tin mừng vì lòng mến Chúa và yêu mến các linh hồn. Điểm thứ hai, vậy phương pháp ngài truyền giáo đức tin là gì? Có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là ngài luôn luôn kết hợp mật thiết với Chúa.
Chúng ta thấy qua trang tin mừng hôm nay theo thánh Marco, trước khi về trời, Chúa đã ban lời truyền sai các môn đệ đi loan báo tin mừng. Và có những đoạn tin mừng khác, chẳng hạn như cuối chương thứ 9 tin mừng theo thánh Marco, Chúa đã khẳng định lúa chín ngày đầu mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin Chúa mùa hạt sai thợ ra làm lúa bể. Điều này dạy cho chúng ta hiểu rằng công cuộc loan báo tin mừng trước hết và trên hết là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải là công việc của loài người. Vì thế cho nên việc đầu tiên là phải cầu nguyện với Chúa, vì chính Chúa đã nói rằng lúa chín ngày đầu mà thợ gặt thì ít, anh em hãy xin Chúa mùa gặt. Chúa không nói rằng lúa chín ngày đầu mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy mau mắt đi gặt lúa về. Không phải, anh em hãy xin Chúa mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Thánh Phanxicô của chúng ta chắc chắn đã thâm tín được điều này, cho nên điều quan yếu bên cạnh bản thân. Nhiều người nghĩ rằng và cứ tưởng rằng có nhiều ngày ngài làm việc say mê đến mức độ không có cả đến giờ để đọc kinh nguyện, nhưng không phải. Dù đêm khuya ngài vẫn muốn đến và chia sẻ những gian khổ và hy vọng của mình với người bạn chí thành, chí thân là Chúa Giêsu. Lịch sử kể lại rằng một lần kia ngài quỳ gối trước Chúa Giêsu thánh thể, nhưng quá mệt mỏi nên ngài ngủ gục ngay bên bụng bàn thờ. Biết rằng làm như thế là không phải nên ngài đã cầu nguyện với Chúa: Lạy Chúa, nếu linh hồn của con không tỉnh thức được với Chúa thì ít nữa xác con đây muốn ở gần Chúa. Rồi ngài đã lăn ra ngủ thiếp cho đến sáng. Điểm thứ hai trong phương pháp truyền giáo của ngài, ngoài việc sống kết hợp với Chúa, ngài Xavier giảng trong một thành phố ở Nhật Bản, có một người đến gặp ngài và muốn nói chuyện riêng với ngài. Ngài cúi đầu xuống để nghe cho rõ, thì bỗng nhiên kẻ kêu ngạo kia đã nhổ nước miếng vào mặt ngài, không có một lời hay có một cử chỉ phản đối. Ngài lấy khăn tay lau mặt và tiếp tục nói chuyện. Chàng kia kinh ngạc tỏ vẻ kính phục thánh nhân, một trong những người trí thức nhất ở thành phố đó có mặt hôm ấy nhận định rằng đức tính khiêm hạ như thế, nâng cao lòng đạo đức, lòng can đảm và tự chủ chỉ xuất phát từ Thiên Chúa cho các tôi chung của ngài mà thôi. Cử chỉ khiêm hạ của thánh Phanxicô đã đánh động ông trở lại đạo Công giáo và lôi cuốn rất nhiều người khác theo đạo. Đức khiêm hạ của nhà truyền giáo đã mang lại biết bao thành công cho việc mở mang nước Chúa. Đây cũng chính là lời Chúa Giêsu nói: anh em hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đức Mẹ cũng ca thêm như vậy: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao những người vật nhỏ. Kính thưa ngài, với ba vấn đề. Nhất là cảm phục ngài vì ngài đã hết mình cho sứ vụ cao giảng tin mừng cho một dân. Thứ hai, chúng ta hãy cảm tạ ngài vì nhờ ngài mà các dân tộc ở vùng Á Đông được đón nhận tin mừng của Chúa đã sớm. Thứ ba, cảm mến và ngưỡng mộ ngài vì nhờ gương sáng đời sống và nhiệt thành truyền giáo đã khơi lên trong lòng nhiều người, cha ông chúng ta và những người chúng ta nữa, đem lòng mộ mến và thao thức làm tông đồ lan truyền cho tha nhân. Nhưng ý thưa cộng đoàn, việc quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm là chúng ta hãy học tập noi gương nhân đức của ngài. Có lẽ cộng đoàn chúng ta không có những cái bộ bà mẹ chị em, chúng ta không thể làm được những việc vĩ đại như thánh nhân năm xưa là đi hàng trăm ngàn km đường biển và đường bộ, hay rửa tội cho hàng ngàn người. Đến nỗi lịch sử kể lại đã có lúc ngài đã không thể nâng cánh tay lên để rửa tội cho người ta được nữa. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể bắt chước các nhân đức của ngài trong phần sống của mình. Để làm được như vậy, chúng ta phải đặt ra câu hỏi như thế này: nếu thế, ông thầy của chúng ta ra sức truyền giáo để hy sinh mạng của mình chỉ
chỉ vì lòng mến Chúa và thương mến các linh hồn thì đâu là động lực để chúng ta sống trong cuộc đời này? Có phải là đồng tiền, có phải là danh nó trong vang hay không, hay là chúng ta đang hướng đến cuộc sống vĩnh hằng? Nếu vậy, chúng ta cũng cần và phải noi gương thánh nhân để yêu mến Chúa, yêu mến các linh hồn và yêu mến chính linh hồn của mình. Về điều này, chúng ta phải cảm ơn Thiên Chúa vì trong giáo hội chúng ta từ trước đến nay luôn luôn có được lòng mến Chúa và yêu mến các linh hồn. Trước khi bước vào tiền đình nhà thờ, chúng ta thấy một bản ghi rõ về ba niềm vui của quê hương chúng ta. Phải có lòng mến Chúa, yêu mến các linh hồn thì các bạn mới ca ngợi, hy sinh hiến mạng của mình vì đức tin, vì chân lý của Chúa. Rồi ngày nay như lời cha tập đại diện cũng vậy, về cái giáo họ lập trung, một giáo họ nhỏ bé trong miền đồng quan chuyển tin này, nhưng thực sự giáo họ chúng ta đã có được rất nhiều thứ từ cơ sở vật chất đến đạo đức. Nói hôm qua như bạn thang hôm nay hát chẳng thua thứ nào cho đạo đức, không những hay mà còn đẳng cấp. Chúng ta đã được Thiên Chúa vì lòng đẳng cấp của chúng ta. Điểm thứ hai, để yêu mến các linh hồn, để yêu mến Chúa và yêu mến chính linh hồn của mình thì chúng ta hãy noi gương Thánh Hoàng Thầy chúng ta là luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa qua kinh nguyện, qua việc dâng tụng, nhất là năm tham dự thánh lễ là đỉnh cao đời sống tự tin với họ. Điểm cuối cùng, thánh nhân đã sống chứng nhân bằng cách luôn sống khiêm nhường, hạ mình trong dù bị sỉ nhục như câu chuyện con tuổi trẻ. Chúng ta cũng thế, đời sống gia đình, cộng đoàn, giáo họ, giáo xứ ở nơi đâu cũng thế, mỗi cây mỗi hoa mỗi nơi mỗi cảnh, nhưng điều chung lại là ở đâu cũng có thánh giá, ở đâu cũng có đau khổ. Vì thế thay vì bao hoa khoác lác, thay vì nóng dậy nóng nảy giận hờn ghen tương đố kỵ, thì chúng ta hãy sống tín tham hy sinh phục vụ thì chắc chắn Chúa sẽ ban ơn chúc lành và nâng đỡ mỗi người chúng ta. Nguyện xin Chúa ban lời cầu cử và hương của Thánh Francisco Xavier ban cho chúng ta lòng mến Chúa và lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng bằng đời sống đức tin, bằng sự hy sinh và bằng những công tác công đồ truyền giáo, để sau này chúng ta lại ca lên như trong bài ca này về. Trên bài về miệng chúng ta hân hoan vì trên vai mang được bó lúa người về đẹp dấu chân sự. Tôi tin linh của Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời
Chúa cho mọi người tham dự thánh lễ hôm nay, cũng như mỗi người trong cộng đoàn giáo hội chúng ta xác tín mạnh mẽ rằng, được lời lẽ cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì, để luôn biết chọn lựa những giá trị vĩnh cửu cho cuộc đời mình. Chúa trời về tâm anh của đời vô thường.
đêm ngày trong nơi đêm thơ. Thank you.
Amen.
Cậu đã nói với các tông đồ rằng Thầy đem lại bình an cho các con, Thầy mang bình an của Thầy cho các con. Xin đừng cho tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin phải thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, xin cho lễ tế lễ hôm nay đốt lên trong tâm hồn chúng con mọi người đồng bên. Xưa đã biết thánh Francisco xa thân đi các linh hồn. Nhờ vậy chúng con sẽ sống giữ hòa phương hơn nói mà khi cô hiểu để được cùng thánh nhân thánh thần thương Chúa hứa cho những ai trung thành phục vụ. Chúng con cầu xin nhờ được khi cô thừa thần con. Lễ sống chúc anh chị em